Nam Mô A Di Đà Phật, trân trọng kính chào tất cả quý vị đến với chương trình 5 phút Phật Pháp hôm nay. Trong ngày hôm nay chúng tôi cũng chia sẻ cho quý vị một cái email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính thưa Thầy, cuộc đời tôi đã trải qua nhiều tháng năm nghiệt ngã, vui thì ít mà đau khổ thì nhiều. Có lúc tôi đã chán nản hết tất cả, chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, tại sao mình phải làm như vậy? Sao không sống tiếp để trả thù đời? Xin Thầy cho tôi một lời khuyên. Kính chúc Thầy an lạc. Yến Lan. Kính thưa Đạo hữu Yến Lan, cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, chúng ta không biết nói làm sao cho hết được những cung bậc của cảm xúc. Chúng ta đến cuộc đời này và mọi người làm cho chúng ta lúc vui, lúc buồn, lúc thành, lúc bại, lúc lên, lúc xuống. Tất cả những cung bậc của cảm xúc đó là sự thật mà chúng ta đang có mặt trên cuộc đời này phải gánh chịu. Đức Phật đã dạy cho chúng ta về nỗi khổ của cuộc đời này. Đó là sinh, lão, bệnh, tử, khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tánh hội khổ và ngũ ấm xí thành khổ. Tám cái nỗi khổ đó nó đeo đẳng, rất là dai dẳng trong cái con người của chúng ta từ thuở mới sinh ra cho đến khi mình nhắm mắt xuôi tay lìa bỏ cuộc đời này. Nỗi khổ đó chưa từng từ bỏ một ai cả. Chúng tôi xin được đưa ra một lời khuyên cho Đạo hữu Yến Lan cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này lắng nghe. Kính thưa quý vị, có một ông bố muốn dạy cho cái đứa con trai của mình tốt hơn. Cho nên ông nói với đứa con trai của mình là: tháng này nè con, nếu mà con làm một cái việc gì đó mà bị người ta la, bị người ta rầy, bị người ta mắng á, thì con hãy ra ở ngoài bờ rào á, đóng vào trong đó một cây đinh. Thế thì cậu bé này vẫn làm y như lời của bố dạy. Và trong cái tháng đầu tiên này á, thì cậu bé ngày nào cũng đóng một cây đinh vào trong cái bờ tường hết. Thế thì đến tháng sau, ông bố lại dạy đứa con của mình là: con ơi, bây giờ bố dạy con thế này, nếu như mà tháng tới này á mà con làm một cái việc gì đó tốt, người khác khen con tốt, hay là con cảm thấy rằng việc làm của mình là giúp đỡ người khác, tốt cho người khác, thì con hãy ra bờ tường đó nhổ đi một cái cây đinh ra. Thế thì cậu bé làm theo lời của bố dặn, và cho đến hết một tháng á, thì cậu nhổ ra được một ít. Và tiếp tục như thế, ông bố cứ dạy: con cứ hãy làm tiếp đi con, nếu mà con làm cái gì đó mà không tốt thì con lại đóng vào một cái đinh, và rồi ngày nào mà con làm tốt thì con lại nhổ một cái đinh ra. Thế thì cho đến một hôm, đứa bé trai này đã nhổ hết tất cả đinh ở trên cái bờ rào mà mình đã đóng, và vô khoe với bố là: bố ơi, con đã nhổ hết đinh con đóng lên trên bờ rào rồi. Ông bố mới cầm tay của con, xoa đầu của con và dắt ra bờ rào, nói rằng: con ơi, con giỏi quá đi. Nhưng mà con có thấy không, tất cả trên bờ rào này đã loang lổ những cái vết đinh mà con đóng vào đó. Con biết không, những cái mà con đã nói cho người ta, những cái mà con đã làm không tốt cho người ta, nó vẫn còn hằn lên cái nỗi đau trong thân phận của chính họ đó con à. Con đang làm cho người khác buồn phiền, thì khi con xin lỗi người ta không có nghĩa là trong lòng họ không đớn đau đâu. Chính vì lẽ đó mà chúng ta không gieo rắc sự đớn đau cho tất cả mọi người, đó là điều chân thật nhất. Chứ không phải là chúng ta cứ làm và làm xong mình xin lỗi. Lời xin lỗi đó đôi khi đã quá muộn màng trong đời sống này đó. Đó là lời mà tôi khuyên cho Đạo hữu Yến Lan. Xin Đạo hữu tiếp tục hãy sống, hãy bước đi, hãy thăng tiến trên con đường tu tập. Mình hãy tu tập trong cung cách của một người Phật tử của Phật, không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Xin cảm ơn tất cả quý vị đang xem chương trình này. Nam Mô A Di Đà Phật.